ai đó nói với tôi rằng trong mỗi cuộc đời ai cũng phải trải qua ba cú sốc lớn nhất. Lần đầu là chia tay mối tình đầu tiên. Lần hai là khi chúng ta cố gắng làm một điều gì đó mà điều đó lại thất bại. Và lần thứ ba là khi bạn tham gia vào chương trình. À đúng rồi. Tôi là MC của chương trình À đúng rồi, và đây là hai đội trưởng. À đúng rồi. À đúng rồi. Chúng ta đã có mặt đầy đủ nhưng mà vẫn còn thiếu khách mời. Đúng rồi. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai? Là một anh chàng cao to dặm dở và một cô gái bé nhỏ đáng yêu. Là ai? Đó chính là Mâu Thủy và Phát La. Xin mời. Chào hai khách mời Mâu Thủy và Phát La. Dạ chào chị. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên đến với chương trình À đúng rồi, mình có thể phát biểu chút xíu cảm nghĩ, cảm xúc của mình ngay lúc này không? Hồi nãy nghe cái lời giới thiệu của chị đó là tham gia chương trình À đúng rồi là sẽ là một bước ngoặt của cuộc đời ha. Em không biết là sẽ có những cái thử thách khó khăn nào, nhưng mà em nghĩ rằng là chị, anh Lâm với lại anh Khoa là không có cửa đó đâu. Không có cửa luôn. Cửa đó. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Có người bản lĩnh như vậy. Đúng như vậy. Và thường thì những người bản lĩnh như vậy hay ra về tay trắng. Còn Phát La. Dạ em thấy rất là vui à. Rất là vui. Còn gì nữa không em? Dạ cũng vui đó. Vui. Rồi, cảm ơn câu ý nghĩa của em. Đúng rồi, bắt đội đi. Bây giờ Mâu Thủy sẵn kế bên luôn nè. Sẵn kế bên là mình. Giờ đội tôi mang tên là cao to dạm dỡ. Đội của chúng ta là đi lên. Và bây giờ trước khi đến với vòng 1 là vài phút nữa là. Chào mừng khán giả đang quay trở lại với vòng 1 của chương trình. Có tên gọi là nỗi nhớ da diết. Vòng 1 nỗi nhớ da diết, luật chơi và tính điểm. Chương trình cung cấp cho mỗi đội chơi một bộ thẻ chính tấm gồm hình và chữ. Đội chơi cử thành viên thứ nhất lên tự mình sắp xếp theo thứ tự ghi nhớ và quay về truyền đạt cho đồng đội của mình. Sau khi người chơi thứ nhất ghi nhớ, MC sẽ xáo trộn chính tấm thẻ này một cách ngẫu nhiên. Thành viên thứ hai sau khi được truyền đạt sẽ lên gặp MC để nhận lại chính tấm thẻ vừa rồi và sắp xếp đúng thứ tự mà đồng đội mình đã sắp. Thời gian thành viên thứ nhất ghi nhớ là 30 giây, thời gian truyền đạt là 30 giây và thời gian thành viên thứ hai sắp xếp lại các tấm thẻ cũng là 30 giây. Cách tính điểm, cứ mỗi tấm thẻ đúng thứ tự liên tục sẽ được 1 điểm. Ví dụ đúng tấm thẻ ở các vị trí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 thì được tính điểm đúng cho các thẻ 1, 2, 3 bằng 3 điểm. Lưu ý mỗi đội sẽ có cơ hội đổi đời nếu đạt kết quả dưới 5 điểm. Ai đúng rồi thành bại tại bạn chọn. Quá đơn giản. Bây giờ hai đội ai sẽ là người chơi trước? Chơi trước đi Phát. Ủa, mình chưa hỏi ý luôn á. Hả? Mình tính là mình chưa hỏi ý luôn á. Cái này không cần hỏi ý, trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần sử dụng trí nhớ và sự truyền đạt. Lần em là... muốn lên trên đó ghi nhớ xong truyền đạt cho anh, hay là để anh lên đó anh truyền đạt lại cho em? À, để em lên nha. Em lên truyền đạt cho anh nha. Rồi. Anh đi ra nghỉ đây. Xin mời Khoa vào trong. 30 giây ghi nhớ bắt đầu. Đó. Nhắn là bạn cần. Đi không cần luôn, chúng tôi chỉ đánh vào một điểm duy nhất. Đó là điểm gì? Hai đứa bàn nhau. Chưa, cảm ơn Phát La. Dạ. Bây giờ Phát La hãy về chỗ của mình. Xin mời mà Phan Khoa quay lại. Sao rồi em? Ok nha anh. Đừng nghe những gì người ta nói. Ok. 30 giây truyền đạt bắt đầu. 5 30 giây bắt đầu. Từ phải qua trái rồi đó, làm tay nè. Hồi hộp quá. Nhanh lên Khoa, thời gian thấm thoát thôi đưa. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, em đang phí rất nhiều thời gian đó Khoa. Hết giờ. Câu chuyện của Phát La là ngọn cỏ ven đường. Ngọn cỏ ven đường. Đó. Ngọn cỏ ven đường. Sau đó đại hành trình. Làm sao với được hành trình. Đó. Hai điểm. Con thuyền.
điểm. Trà sữa, ốc chó. Yeah. Đấy. Tiếp theo là trà sữa luôn. Trà sữa, trà xanh. Tiếp theo là trà sữa, trà xanh. Nhưng nó không nằm tiếp theo mà nó nằm cách ở đây. Nãy em đọc hai cái trà sữa liên tục. Và bây giờ thì muốn làm lại cuộc đời như thường lệ, mình phải xin đội bạn. Đội bạn cho mình mới làm được. Không, khỏi cần xin, khỏi xin. Khỏi xin cho luôn phải không? Không, không cho, khỏi xin, mất công. Rồi thôi, bớt, bớt, lại, thôi đi, thôi đi. Không cho cơ hội đổi đời nha. Rồi đội cao to vạm vỡ. Ai là người học bài và ai là người trả bài? Tôi là người trả bài và Mâu Thủy sẽ là người học bài. Và các bạn hãy vỗ tay thật lớn cho đội Cao to vạm vỡ. Xin mời. 30 giây ghi nhớ bắt đầu. Tập trung lắm. Bà Thủy thì tôi nói nhớ đúng rồi, tiện bà dạ bà ngồi bà cũng nhớ gì. Hết giờ. Mời em về chỗ. Đây, để em dắt anh Lâm về chỗ nào. 30 giây truyền đạt bắt đầu. Anh về quá rồi. Lâm ơi, chơi đổi phải qua bên trái nha Lâm ơi. Trái đổi phải nha. Mọi người ơi, hôm nay em chọn 30 nè. Hôm nay nha, nè 75 ngàn nha. Tại em kem tẩy trắng răng, kem tẩy trắng răng 1 triệu rưỡi nha. Kem trắng, kem bột trắng da nha. Hết đó. Mời Dương Lâm. Em tin anh làm được. Anh xảo quá. 30 giây bắt đầu. Mấy người giả vờ nết nết này. Bị cái là không được giống mình. Đúng rồi. Anh bấm trước làm chi? Người ta chơi người ta rút kinh nghiệm. Đúng rồi. Mình bấm trước thì đúng rồi, tại sao lại bấm trước ta? Đó. Vậy bấm sau là được rồi. Mà còn không giải thích cho mình biết từ bên phải qua bên trái nữa. Thôi. Thấy người ta sắp không? Anh Lâm, mình xếp từ trái qua phải cho công bằng đi. Sắc mặt rất tự tin à. Hết giờ. Xin mời phòng máy cho kết quả của Dương Lâm. Đầu tiên là tết đến rồi. Đi về quê, đi qua cây cầu. Đi qua cái cầu về quê. Hai điểm. Đúng mùng 1 Tết thấy cầu hư, rảnh sửa cầu. Sửa cái cầu. Ba điểm. Sửa cầu xong tự nhiên thấy bên đường có một mấy cây hoa nở lai rai ít ít thôi. Lai rai 4 điểm. Cái ngồi chờ 3 năm sau nó nở nhiều bông ra. 3 năm sau nở nhiều bông ra thì có thêm nhiều điểm. Yeah, qua rồi. Và lấy những cây bông đó dệt tầm gai ra một cái khăn. Dệt tầm gai em, dệt tầm gai. Bèo, bèo, bèo. Em nói hoa nhiều lắm, nhớ lộn luôn. Nhưng mà không sao, mình vẫn vinh quang trở về anh. Vẫn thắng em ơi. Và trước khi đến với vòng 2 là vài phút quảng cáo. Luật chơi và tính điểm. Chương trình có một số món đồ vật và 3 bài hát ứng với 3 luật chơi. Mỗi luật chơi có 2 thử thách là đoán tên bài hát và khẩu chiến. Trước khi bắt đầu thử thách đầu tiên, hai đội sẽ chọn món đồ mà mình thích. Sau đó, chương trình phát một đoạn nhạc hoặc một số hình ảnh gợi ý. Các đội nhanh tay bấm chuông giành quyền đoán tên bài hát. Đội bấm chuông đoán đúng được cộng 2 điểm. Nếu không đoán đúng, cơ hội sẽ dành cho đội còn lại. Nếu đội còn lại đoán đúng sẽ được cộng 1 điểm. Lưu ý, đúng ở đây nghĩa là đúng tên và biểu diễn được bài hát đó. Ở thử thách thứ hai, lấy cảm hứng từ bài hát vừa biểu diễn, các đội lần lượt kể một câu chuyện hoặc nêu lý lẽ có lồng ghép với món đồ vật đã chọn. Đội nào có tình huống hợp lý, ứng dụng đồ vật tài tình, câu chuyện hoặc lý lẽ thú vị sẽ chiến thắng. Ở thử thách này, nếu đội bấm chuông chiến thắng sẽ được cộng 2 điểm, đội không bấm chuông chiến thắng sẽ cộng 1 điểm. Lưu ý, điểm cộng của đội thắng sẽ lấy từ quỹ điểm của đội thua, biểu tượng may mắn. Chương trình sẽ cung cấp cho mỗi đội chơi một biểu tượng may mắn. Khi dùng biểu tượng, đội chơi được quyền đặt cược điểm một lần, cược cao nhất là tất cả số điểm đang có, cược thấp nhất là 1 điểm. Nếu đội chơi đoán đúng bài hát có biểu tượng may mắn đặt cược thì sẽ được cộng thêm số điểm đã cược. Nếu đội chơi đoán sai bài hát có biểu tượng may mắn đặt cược thì sẽ bị trừ đi số điểm đã cược. Lưu ý, mỗi đội chỉ được sử dụng biểu tượng may mắn một lần. À đúng rồi, thành bại tại bạn chọn. Bây giờ thì đội nào sẽ đặt cược à? Chơi không nè, lát đặt được không? Ok. Xin mời lên lấy đồ. Thích gì chọn đó. Xin mời âm nhạc. Quá đơn giản luôn á. Mời đội cao tông bất cần bấm thì anh không bấm. Khi người lớn cô đơn. Khi người chính lớn xác. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng đường.
tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Cảm ơn. Và với đáp án vừa rồi, đội Cao To Vạm Vỡ đã mang về cho mình 2 điểm, xin chúc mừng. Yeah. Bây giờ thì xin mời phần khẩu chiến của đội Đi Lên. Đội Đi Lên khẳng định rằng món đồ vô lý này rất hợp lý trong bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn. Mọi người biết rồi đó, chúng ta đều có một tuổi thơ, đều có một quá trình. Từ khi chúng ta còn nhỏ, ai mà không uống sữa? Sau khi chúng ta uống sữa một thời gian, cũng sẽ có lặn cặn trong sữa. Đúng. Vì thế chúng ta có trân châu. Đúng vậy. Sau khi lớn lên, chúng ta bắt đầu cô đơn, chúng ta tìm tới những tách trà. Nhưng có những người uống trà vào sẽ bị mất ngủ. Và khi uống trà và mất ngủ, người ta không biết tìm một thứ thuốc, một thứ nước uống nào để cho buồn ngủ, để cho người ta dễ ngủ. Và rồi người ta tìm tới trà sữa. Khi người ta lớn, người ta cô đơn, người ta tìm tới trà sữa. Chính vì vậy chai trà sữa này không thể không hợp lý trong bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn. Thấy vô lý vậy luôn mà cũng vỗ tay được. Hay thì vô lý. Đúng như vậy, có lý không? Ha, đội mình còn thấy vô lý nữa thì làm sao mà người khác thấy có lý được. Xin mời đội Cao Còn Tạm đối với chúng tôi cảm thấy món đồ vô lý này rất là hợp lý trong bài Khi Người Lớn Cô Đơn. Vì sao? Kính thưa quý vị các bạn, khi một người mà cô đơn, người ta sẽ tìm đến cái thú tiêu khiển. Có người thì thích coi livestream, có người thì thích coi chương trình À Đúng Rồi, còn có người thì thích ra cầu ra sông để câu cá. Câu từ ngày này câu qua tháng nọ, câu từ giờ này câu qua giờ kia mà vẫn không có được con cá, buồn quá mới hát lên rằng thành phố bé thế thôi mà câu hoài không xin. Chính vì vậy tôi rất là thấy cây cần câu này rất là hợp với bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn. Vỗ tay. Và tôi cũng thấy hợp, cho nên là tôi sẽ cho đội bên này 2 điểm nữa là 4 điểm. Xin mời món đồ tiếp theo. Có ai đặt cược không? Chúng tôi đặt. Bao nhiêu điểm? Chúng tôi đặt 3 điểm. Xin mời đội bạn. Đó chính là bài 4 chữ lắm. Chính xác. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, mà đau lắm. Ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai chờ, mong chờ, chứ em chờ đợi ai. Hay. Chết rồi. Một câu chuyện. Xin chúc mừng đội Cao To Vạm Vỡ lại tiếp tục mang về cho mình 5 điểm. Xin chúc mừng. Khẩu chiến đi nào, đội Đi Lên. Kính thưa quý vị khán giả, tôi chắc chắn rằng món đồ vô lý này rất hợp lý trong bài hát 4 chữ lắm. Trên quả đi cầu này chúng ta có thể thấy được quê hương của chúng ta, nhưng cũng có những người khi mà ta đang yêu nhau ở trên mảnh đất quê hương này mà người ta phải đi du học thật xa sang một cái mảnh đất khác. Ôi, yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm chứ đau lắm. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm chứ đau lắm. Ai ngờ chúng quả địa cầu. Đúng rồi. Đó là lý do mà chúng tôi thấy quả địa cầu này rất hợp lý với bài 4 chữ lắm. Đi về chỗ cho mốt. Đi về chỗ khoa vô lý. Nghe người ta nè. Chúng tôi cảm thấy món đồ vô lý này rất hợp lý trong bài 4 chữ lắm. Kính thưa quý vị các bạn, trong bài 4 chữ lắm thì có những vần như sau. Mời Thủy. Trong cái câu chuyện 4 chữ lắm này là có lịch sử như sau. Hai cặp đôi đang yêu nhau tha thiết, nhưng mà gia đình ngăn cản. Đau lắm, xa lắm, nhưng mà đau lắm. Rồi xong, hai người không biết làm gì cả. Không biết làm như thế nào, mới chạy ra gọi đò. Đò ơi. Nhưng mà không có đò. Không có đò, xà lan tới. Xà lan tới không chịu xà lan. Thì có phải một con thuyền, cái con thuyền này mới trôi lại. Hai người mới leo lên con thuyền, bơi ra biển xa để trốn gia đình, trốn tất cả để đến được với nhau. Chính vì vậy mà tôi thấy cái con thuyền này rất là thích hợp trong bài 4 chữ lắm. Hồi nãy khi mà tôi nghe tới mối tình mà bị chia cắt đó, tôi cứ tưởng là hai bạn sẽ lấy cái chuyện tình tàu Titanic vô đây thì chắc chắn sẽ được điểm rồi.
tự nhiên cái thiền gì rồi yêu nhau rồi không hợp gì hết. Rồi đâu cái xà lan phóng ra nữa. Rất là liên kết với nhau lúc không, đầu không, đó không. Tôi nghĩ là vòng này thì sẽ không đội nào có điểm cả. Bây giờ thì xin mời hai đội lên chọn tiếp món đồ cuối cùng. Tôi thấy được cái biểu tượng may mắn bên đội đi lên. Các bạn đặt cược bao nhiêu điểm? Đặt hết 2 điểm. Đặt hết 2 điểm. Vậy thì với bài hát này đội đi lên được quyền ưu tiên chơi trước. Xin mời âm nhạc. Trời ơi dễ lắm luôn á. Kính thưa chị, đây là bài hát Mây và Núi. Chính xác. Xưa mây vẫn hay buồn lang thang, yeah. Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt, yeah. Đến lúc có cơn gió thật là hồi mây chạy về bên đồi kia, yeah, yeah. Hồi mây đến đây thật ngây thơ, chung quanh đường cao chẳng cần mời, núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây ngập ngừng không rời xa. Xin chúc mừng đội đi lên với đáp án vừa rồi đã mang về cho mình 4 điểm. Và bây giờ xin mời phần khẩu chiến của đội Cao Sao Vạm Vỡ. Chúng tôi cảm thấy món đồ vô lý này rất là hợp lý trong bài Mây và Núi. Vì sao? Ngày xưa có hai đứa bạn rất là thích đi phượt. Hai đứa bạn đó tên là Mây và Núi. Và các bạn đó đi phượt chạy qua tung tăng qua những cánh đồng, tung tăng qua những núi rừng, tung tăng qua những con đường và tung tăng hết đường này tới đường nọ. Và khi đi, thời tiết là bị mưa. Chính vì vậy chúng tôi rất là thấy cái bài Mây và Núi rất hợp với chiếc áo mưa. Không ai đi leo núi mà mặc áo mưa hết á. Trên rừng rắn cắn nha em nha. Em đi như vậy rắn không cắn được nè, thấy không? Không cắn được, em thấy không? Là bảo vệ rắn cắn. Xin mời đội đi lên. Tụi tôi khẳng định rằng chiếc cầu này, cầu công công này hoàn toàn phù hợp với bài Mây và Núi. Núi. Trong cuộc sống chúng ta chắc hẳn các bạn đều biết mối tình ngư lang trước nữ. Wow. Trong tình yêu lúc nào cũng lóe lên một tia sáng, và để gặp được nhau khi mà chiếc cầu Ô Thước xuất hiện. Và đây là chiếc cầu Ô Thước mô hình tượng trưng để kết nối tình yêu giữa mây và núi. Khi ngư lang trước nữ lên trời gặp nhau thì phải có mây. Mây thường đậu ở trên những ngọn núi. Đấy. Chính vì vậy cây cầu này quá là phù hợp với bài Mây và Núi. Thú vị đó, hợp lý luôn. Tôi cảm thấy là tôi thích cái phần khẩu chiến của đội đi lên, cho nên là tôi quyết định cho đội đi lên 2 điểm. Xin chúc mừng. Và đây là phần thưởng dành cho hai đội. Đây là thắng, đây là thua. Và ý nghĩa của những mũi tên này như thế nào thì chúng tôi sẽ tiết lộ sau vài phút giải lao. Gọi là lật cái bảng, và các bạn đã có những mũi tên của mình. Các bạn sẽ chọn những cái bảng nào mà các bạn nghĩ là sẽ đem lại may mắn cho mình. Và đây không phải là những cái bảng tên thông thường, mà đằng sau nó sẽ có những màu sắc như thế này. Đỏ là nhân đôi số điểm, màu đen là chia đôi, và màu trắng là mất trắng số điểm mình đang có. Hiểu chưa? Xin mời các bạn quay lại. Đội thắng sẽ được chọn trước. Mời chọn báo chị. Em em làm gì em làm? Ở cầm phấn giữa. Ok, hai cái chia hai. Đây. Ồ, nhưng mà hên xui quá à. Hên xui đúng không ạ, hên xui. Rồi, phát, lát. Rồi trước giờ là hên luôn ạ, cứ ai xui hết. Dạ. Rồi, thế em làm này nha. À. Nha. Tùy rồi. Em quyết định. Ôi, đi, xong rồi đi. Trời ơi, gì vậy? À. Ai đi? Ừ, đúng rồi. Ok, ok. Đừng làm mất thời gian. Mình phải chơi đòi tâm lý. Đấy, đấy cười rồi đấy. Đỏ rồi đấy. Và bây giờ tôi xin phép được lật cái bảng chơi đòn tâm lý được. Chẳng hy vọng là đòn tâm lý này có kết quả. Chẳng đấy. Xin mời kết quả. Và đây là đòn tâm lý mà Phát La chơi với tôi. Hồi nãy mà lúc mà cắm vào đây nè, Phát La nhìn thẳng mặt tôi. Chỗ này đúng không? Đúng không? Đúng không? Hình như tâm lý chị hơi bị sai đúng không? Chị diễn là như đúng rồi ấy. Bây giờ là coi như là chơi lại từ đầu hả? Đâu có, giờ là đâu? Đi về không điểm thôi. Không được gì luôn hả? Không được gì hết trơn. Đừng có buồn.
Bởi vì thua trời được tiền của chương trình đó là 5 triệu đồng. Còn thắng, thắng sẽ được 10 triệu đồng. Yeah. Ngày hôm nay thì xin được cảm ơn hai khách mời là Phát La và Mô Thủy đã đến với chương trình A Đúng Rồi. Thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Và hãy nhớ thời gian phát sóng của chương trình là 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình A Đúng Rồi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.